Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thuộc loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Sanandarina, 2D. Let's go. Play, Peru. Ok, vào trong ngôi nhà nào. Căn phòng đầu tiên. Rồi, xuống dưới đây nào. Xem trong này có gì không. Số 4, ok. Tiếp tục ra ngoài. Khi các bạn gom đủ 4 nữa, 4 mẫu giấy này thì các bạn sẽ mở được cái kia. Và trong đó thì có một đoạn dây, một đoạn dây điện. Ok. Có một người chết ở đây. Và các bạn sẽ dùng cái chiếc búa này để phá tan cái lỗ hổng đấy đi. Let's go. Số 2, ok. Oh my god. Căn phòng này bị khóa rồi. Wow, let's go, mất điện. I see you. Sau đó các bạn sẽ chui vào đây và tìm kiếm tiếp. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai, Ozin 3. Ở tựa game này thì các bạn phải đi tìm kiếm 5 chiếc chìa khóa. Khi đủ 5 chiếc chìa khóa các bạn sẽ thoát ra khỏi đây này. Từ mình sẽ vào đây tìm xem có gì không. Sau đó thì mình sẽ tìm ở dưới kia. Ở đây thì mình đã nhìn thấy một chiếc chìa khóa ở chỗ này rồi. Tiến sâu ở bên trong. Let's go, let's go. Đẹp thôi. Ông ta thường thường xuất hiện chỗ này. Oh my god. Đúng thật. Làm tí máu thôi. Oh my god. This is no dream. Chiếc khóa thứ hai, ok. Oh my god. Một chiếc dương. Chiếc chìa khóa thứ ba.
This is no dream. It's really happening. Okay, let's go. Ở dưới này không biết có lối đi không. Ở đây có này. Ở đây có một chiếc chìa khóa nhưng mà các bạn không đi được lối này. Oh my god, gặp ông táo rồi, chạy thôi. Ông ta ngay gần đây. Đây xem có đường đi không? Không có đường đi. Oh my god. I should get out of here. Chỉ cần hai chiếc chìa khóa nữa là các bạn sẽ thoát được khỏi đây này. Và mình sẽ đi đường này xem. Xem có lối đi xuống dưới không. Rồi, mình sẽ phải lên trên tầng. Sau đó thì sẽ xuống dưới tầng 2. Ok, let's go. Rồi, đi đường này xuống. Keys. Wow, trong này rất là tối luôn. Chiếc quá thứ tư. Just a little more. Vào đây là chiếc chìa khóa thứ năm. Ok, đã đủ rồi. Just a little more. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Slender 2. Let's go. Ở tựa game này thì các bạn sẽ đi truy tìm 7 con ma. Nó sẽ lẩn vẩn trong cái map bản đồ này. Sau đó thì các bạn sẽ săn lùng và chụp ảnh cho nó. Thì nó sẽ xuất hiện từng con một. Khi các bạn bắt con đầu tiên thì nó sẽ xuất hiện con thứ hai. Và cứ thế, chứ nó không xuất hiện liền cả lúc 7 con đâu nhá. Rồi, đi đường này xem như thế nào. Let's go, let's go. Nó đang ở chỗ này. Một con. Đây đừng cụt rồi. Oh my god. Chỗ này cũng cụt luôn. Ông ta mà xuất hiện ở đây chắc là mình không thể chạy được. Đi ngay mà. Cố gắng chạy đường này xem như thế nào. Oh my god. Oh my god, bị bắt rồi.
chạy vào đúng cái chỗ mà không có lối đi. Wow. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ tư. Slender Rising. Ok, let's go. Slender Rising thì khác Slender 2 ở cái là Slender Rising các bạn sẽ đi trên xung quanh và tìm tất cả là 7 bức hình, chứ không phải là tìm 7 con ma mà là tìm 7 bức hình. Bức hình đầu tiên ở tựa game này thì sẽ xuất hiện Slenderman nhiều hơn là tựa game Slender 2, và tiếng chân của Slenderman này rất là to. Ok, ông ta kia rồi, chạy đã, tính sao. Xem đây có lối đi không, đi ra đường ngoài đi, có gì còn dễ chạy. Wow, tiếng xích đu nghe rất là khiếp. Chỗ này không có đường đi này, ở đây gần đây có một đây rồi. Bình thứ hai, let's go. Oh my god. Giật mình luôn các bạn ạ. Gần đây có một bức hình, đây rồi. Đó, các bạn cứ đi xung quanh cái map bản đồ này, sau đó tìm đủ mấy bức hình. Ông ta là ngay gần đây, không biết có chạy được không. Oh my god, không thể chạy được rồi. Wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sẵn kênh thứ 5. Start game. 12 giờ đêm ngày đầu tiên. Ở đây thì sẽ có tất cả 5 chiếc ca, và các bạn sẽ vào từng ca một xem Slenderman có ở đây không. Và bắt đầu mình sẽ chuyển sang ca 2 đây. Ca 3, chúng ta đang ở ca 3 này, vẫn ở ca 3. Đi rồi, ông ta là cam lâm. Oh my god, để xem có tiếng gì mình có thể tạo tiếng ở trong này không. Không tạo được tiếng ở trong này. Ông ta đây, ông ta lại biến mất luôn. Chơi theo kiểu này thôi, rất đơn giản thôi. Đó, ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Slender Rising Free, let's go. Ở tựa game này các bạn cũng đi tìm 7 bức hình tất cả. 7 bức hình sẽ được gắn trong cái map bản đồ này.
Rồi mình sẽ đi này ra xem có gì không. Một cái cây cổ thụ to nhưng mà không có gì. Tiếp tục vào đây xem nào. Không có gì ở đây luôn. Khi các bạn đến gần vào một bức hình nào đó thì nó sẽ phát tín hiệu. Đây rồi. Đó, và các bạn sẽ tìm theo cái tín hiệu này. Một bức hình đầu tiên. Không biết nên đi đường nào đây. Đường này đi. Vào gần một cái tòa nhà này. Không biết trong ngôi nhà này có rồi. Ồ, nhưng mà ông ta đang gần đây. Chạy đã, tính sau. Rồi sau đó mình lại truyền sao. Cứ thu thập đã, sau đó thì mình sẽ chạy. Chạy ngược lại đường này. Ở trong ngôi nhà này có luôn. Ui nhưng mà gặp ông ta. Mong sao ông ta chuồn đi chỗ khác. Ok. Ba bức hình rồi. Một cây của cổ thụ rất là to. Tựa game này thì cái tần suất của Slenderman xuất hiện sẽ ít hơn tần suất của tựa game Slender Rising. Đây là Slender Free. Đó, sau đó các bạn cứ đi xung quanh cái map bản đồ này và tìm tất cả 7 bức hình. Ok, rồi và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Slender High Free. Let's go. Tìm 7 con ba rồi bẻ khóa. Ok, ở trong này là như là một mê cung, một lâu đài rất là to. Ở đầu tiên thì các bạn sẽ vào tầng 2. Đây là tầng 2 của tầng lâu đài này. Mình sẽ tìm lối ra ngoài hành lang xem. Nó ra ngoài hành lang ở chỗ nó đường nào, bởi vì ở đây nó đúng như một mê cung rất khó tìm, không có lối ra ở chỗ này này. Mình sẽ đi đường nào đây, đường này đi. Ở đây có gặp một con ma, mình sẽ săn lùng nó luôn. Đâu rồi? Đường này. Ok, con đầu tiên. Wow, gặp ta rồi, phòng này phòng ăn. Gần đây có một con, mình sẽ đi đường này đi. Sẽ bắt gặp tiếp. Oh my god. Wow, quay lại thôi. Anh ta vẫn đang đi đằng sau mình luôn. Mình sẽ lại quay lại.
mà. Thôi, mình sẽ chạy được khác vậy. Thường thì ông ta sẽ hay đi ngược lại các bạn. Nhưng ai ngờ ông này thì vẫn ở đó. Đó, các bạn sẽ đi tìm xung quanh và tìm những con ma. Sau đó thì các bạn sẽ chụp hình. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh tiếp theo. Siren here, the survivor. Okay, let's go. Ok, mình sẽ mở ở đây ra. Sau đó thì sẽ chạy vào. Oh my god. Continue. Mình đã bị ông ta trói rồi. Và bây giờ thì mình sẽ phải đi tìm. Ông ta ở đây. Vào đây xem có gì không. Ok. Một tấm bản đồ. Continue. Mình đang ở căn phòng ở đây. Đây rồi. Oh my god. Không vào được cái tài các bạn. Mình sẽ vào ở đây xem như thế nào. Chỗ này không có lối thông bên kia. Bị kẹt ở đây luôn các bạn. Tựa game này có thể là bị lỗi rồi. Đó, các bạn chỉ cần mở cửa bên kia và lấy tấm bản đồ kia là thành công. Nhưng mà mình thấy đang bị lỗi cho nên mình không thể đi được. Di chuyển cũng không di chuyển được luôn. Ok, và mình sẽ dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.